bán để dài không, bà ấy lại đi cắt ngắn đi để làm tóc. Đây một luôn cắt đây. Thôi bên đây hơi tự. Anh cái này đừng đánh cà mờ lắm. Rồi á, cái tóc này cũng chẳng thèm lấy, ngồi đây cắt. Mẹ quay lên. Ngồi được thôi, không phải đứng. Không, cắt được, cắt được. Anh nhìn thấy. Cắt cho được 4 hoa tóc. Bốn hoa tóc nhỉ. Tối rồi. Hôm nay thì nắng nóng. Nay lại chơi với đứa mày đi. Tên này cũng thế. Mày khóc với cháu. Con gà con bé kiểu là nhiều trứng quá là phải lần tôi lại phải bóc hết trắng, nó ăn mai là hết sạch trắng. Đừng lấy là chứ sao? Lấy là mấy trứng này à? Chuối thì không hái được. Chuối đầy. Chuối nhưng mà cứ ở đây chơi đến giờ thì thái cái gì mà? Thì nó ở ra nhà ngoài ở đấy, nó có ở trong này đâu. Thế thì đến giờ lại ra đổ cáo. Của chị thì không quan trọng đâu, chuồng lợn này thì bé. Không, bé với hai nó chuồng lợn hay chuồng gà đều có bóng điện. Anh mày mắc hết rồi. Quay bên này sáng. Đấy ơi trời ơi. Đấy. Nên sunny. Nhìn thấy đâu. Quay nhìn mình cả được. Mình cắt vào đây. Chị có cái đó. Bác Hương đánh có mà chạy riêng chưa đâu. Chị ngồi lên cái ghế này đi. Không ngồi đây cũng được, ngồi đây tí còn ăn cọ. Chị xong hôm nay chị thì mấy đưa tiền cho. Đánh thẳng lên nào. Xong hôm nay đưa tiền mì tôm cho. Chưa. Lấy mì tôm nhỉ? Lấy mì tôm cho thì mày lấy. À, nhưng mà bà ăn cu đi ra đi. Có ai lấy đâu, thế về người không rồi. Con đi ra ngoài. Bố lấy em không ra cho mẹ làm việc. Chơi đi. Cho mẹ làm đẹp đón Tết. Mẹ làm đẹp. Mẹ làm đẹp. Thế là con đi ra ngoài chơi. Ui, bốn này kéo em không thì đâu. Ở đây bác Hương, bác Hương. Ở bác Hương yêu. Yêu nhỉ, yêu nhau. Ui, đánh cho anh nhỉ. Đánh bốn. Anh bốn đi nhỉ. Trời ơi, bác Hương yêu. Ôi, đánh cho anh bốn đi nhỉ. Ở đấy hôm nay không đi đâu đâu nhỉ. Ôi, ôi đau à. Ui, ôi, khỏi rồi, đỡ rồi. Gió. Ở đây, đây, con im ở đây đây. Xem mẹ xong làm. Im im mẹ xong lấy tiền tí nữa đi quán nhá. Cắt hộ nhau cho thằng. Cắt không đi đâu con. Có không, nó không trồng ra đâu. Ừ. Ôi nhìn cắt một tầng này đã ngắn đi. Của bà này tóc ngắn. Không, nó mọc ở chỗ này. Nó mọc ở chỗ này nên là mình thả chỗ này nhìn nó rất là dài. Nhưng mà thực sự ra là nó không dài. Nó không ra tóc nó ngắn tầng này cơ mà. Nên là nó không dài đâu. Nên là nhiều người cắt tóc cũng không hiểu. Im đi con. Thế để im nó đứng. Bà này có tóc bạc rồi. Xong ạ. Chị có tóc bạc. Tóc bạc á. Khó quá à. Có nhiều không? Cô số mà chị có một sợi ấy sao? Xong rồi mắt thì đọc nhau à? Nhiều hơn. Làm gì? Cô chỉ 27 mà. 97 à? Không có những thò tay ra kìa. Chị ấy hơn xong à, 2 tuổi nữa. Ít đi đi. Im mà phóng à. Chị thả nó ra để nó đi chơi. Này, vợ cháu buồn lắm rồi. 98 rồi. Ôi, 98 á. Chẳng thêm gì dài với sao. Thế. Cô đừng nói to nhiều. Này. Nào. Chị đã vất vả rồi. Cô nào đây không hả? Cô cho mẹ nào. Cho nó mượn điện thoại nó xem kìa. Duyên cho em xem điện thoại. Duyên toàn những cái điện thoại hết mạng nè. Duyên cho em xem một tí. Em xem, xem để cắt xong là thím xong cơ. Con xem này, con muốn xem nó. Không, nhớ đây, nhớ đây, xem với chị này. À, đi lấy cọ đi, cọ chín rồi đấy. Lấy quả mới. Lấy mẹ mở, mẹ mở cho con xem. Mở mở con thím. Cho em xem với. Em không muốn xem đâu, để đây, em không muốn xem đâu mà. Sao không lấy gì nữa? Đâu. Công nhận, đau sắc. Sắc mới cắt ở tóc. Đây 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 đây, con gấu, con gấu sắc phải cắt ở tóc bãi đẹp thế cần phải đi làm. Thật, đây này, nhỉ. Rút cái dài hết xong là cái ngắn kia nó cũng đều nhau, lấy quả cao quả thấp đâu. Mà đi e làm đi cho nó tốn tiền. Đấy. Thật. Thế em mới bảo là đẹp. Chả đi làm gì cho tốn tiền. Tóc nó mượt như thế. Đâu, đi ra kia ngồi. Thừa tiền thế này. Cắt lại. Tóc mình đây. Xác định mà quán là không phải làm. Vậy chú Dũng này bán tiếp đi. Ôi chú ơi, ngã tù đù thế này bác cái gì. Thím Dũng này bán tiếp đi. Bán tóc đi. Không có tóc mà bán nữa đâu. Không thấy ở hơn rồi à. Hai vợ chồng đi chợ. Đây này, đấy hết chưa? Chúng ta vẫn đẹp thế này cơ mà. Tiểu về thì ông bảo. Sao mà tóc lại không để dây tóc đi. Ông nào? Ông đúng rồi. Ông bảo thế, nó bảo.
cá giống như cái đây này, rút ra có tí tí ấy. Mẹ đẹp mà, quá đẹp luôn ấy. Đây này, xem này, chụp đằng sau cho chứ. Đây này, một bên cắt, một bên sẽ cắt đây này. Nhìn chưa? Người ta cái này ấy mà. Thật đấy, chụp cái cắt rồi, chụp cắt xem nào, cho bà để xem. Xem. Tí bà lại ở bên. Để mà cháu. Mà còn thật. Có ai lấy mì tôm vào đâu mà bà cầm tiền ra đây trả cái gì đó. Cho tôi ý, bà này. Đây là cho tôi. Đâu, bà đến xem nào. Lấy mì tôm đây, bên này, bên này cắt rồi. Nhìn ở ấy cái kia điện thoại nghỉ có phải không cháu? Thấy chưa? Cắt ra được từ giờ. Chỗ này không lấy, chỗ này có lấy đâu. Bởi vì nhà mình tóc nhà mình nó mọc ở chỗ dưới này này. 100 thế chưa? Cho 15.000 đấy, bảo đây. Không, bà cầm 10.000 để lấy 20 đây. Bà kia người chối hàng à? Bà này á, người Hà Giang. Ây da, Hà Giang khu nào đấy? Đến Hà Giang được 115.000 đấy. Ây da, khu nào lên ăn Tết xong lên Hà Giang cho 125.000 hồ bị tơ làm ạ. Cái bài cho 15.000 đi xe máy lên, chị được lên đấy chơi đấy. 4 này, nhưng mà con nhà nó không đi được đấy. 80 không? 90 không? Chị được lên đồng văn chơi lên tầng nào, nó cũ rồi đấy. 125.000 thôi bỏ đi. Cái này 115, nó thiếu 10.000 nó bằng 125.000. Thế một thùng 125.000 á? Không bao nhiêu mua khẩu khẩu gà. Con đổ mua bỏ bà này 115.000 thôi. Thế cô lấy bằng này là mai thiếu thì đưa nhá. Vâng, vâng. Chứ gì đưa mình đi. Con đổ mua một thùng này, bà này cũng nghỉ. Bà này ở 23, mình cũng ở 23 mà. Tóc ai đấy? À đây là tầm dư. Ai đói thật mối. Mối thấy là mất cái vẻ đẹp của bác mày rồi. Thế à, tí cháu đi hỏi thì thế là chị bảo là 115 là hai nang, hai nang thì thế là trả lại 10.000 nhé. Đừng động vào là nữa. Là trả thêm 10.000 vào. Ừ, trả thêm 10.000 này. 115.000. Ừ. Hân đổ mưa thì bà có bảo 115.000. Cái này nó một thùng vừa. Ừ. Vừa ăn hết từ hôm qua rồi. Hôm nay lại không có rồi này. Không, tôi đánh được gì. Này chả đi à, nhé. Tôi đánh kiểu gì? Đánh cái gì mà kiểu gì? Cầu. Tối thắt đèn ra mà đánh. Mà ông bác đi với bác tình đánh đi. Cháu ạ. Hai trang dưới. Hai trang dưới. Nhưng mà cắt đẹp rồi. Nhìn nó đẹp. Nhìn này. Cái tóc của nó cắt ra đây. Thật. Cầm vào đi ra. Làm cho tốn tiền. Tiền đấy chỉ để con ăn. Nhà cắt mình cắt đẹp tay phết đấy nhỉ. Ừ. Chuyên nghiệp dân chuyên nghiệp rồi này. Tiếng giống như thế cơ chưa tỉa đấy. Đấy. Để này. Nhìn nó cũng chả lấy được nhỉ. Ừ. Người ta nó vẫn lấy nhưng mà không lấy, mình chỉ cắt này thôi nhỉ. Mình lấy theo ở bán thì lần sau. Lòng hải lòng hào tâm. Còn con kia thì lấy theo lòng nhẫn tâm. Không hiểu á, cái con nào. Khi lại bảo chị cả khán giả không tình nhiều thì khán giả nói thì có đúng chưa? Khán giả nói thì đúng không? Không ơi. Hài xuân tình đấy. Cho đi thi hài được. Vợ hài làm xuân tình. Có ít hệ đây là để đẹp. Nó có nó không thấy một tí nào luôn. Nó không đúng. Tí nào để cắt bucket về đi là được. Xem mà đi mắt ở đây nè, nhìn đẹp nè. Xem nào. 4 con mắt này, 6 con mắt này, 8 con mắt này, cả 16 và 9 con mắt này, còn viên nữa 2 con mắt này. Để mai hôm nay nó thò con chồng một tí nào đâu. Chị chụp một tiếng em xem nào. Chụp cho nó là 9. Được rồi, chụp cho nó. Về mà cháu. Quý đưa điện thoại đây mẹ quý. Bao nhiêu người khen đẹp này. Mẹ chụp đi thử. Cái này không ai bảo mình ngấy thì cả nhìn đẹp. Như thế nào hốt rồi. Quay đằng sau này. Quay đằng sau điện thoại nhìn thấy. Đằng sau có nhìn thấy đâu. Buồn thái rồi. Nhưng mà cái quý ôi trời túi áo tí đây áo của cô rồi không chồng đâu mà cắt cả dưới này không chồng đâu nó chồng mình buồn cao ấy không chồng lên chồng cái gì đâu nó đang chơi nó không cho được rồi lấy của thằng Phong rồi nè nhìn tóc cái này biết thế này nó cắt ra rồi thế này và soi gương cửa ấy. Đẹp quá, các nó nghe ngắn một tí thôi, ngắn một tí. Đây một đang em một đang xin cho chúng. Ôi giời ơi, con ối giúp. Thật có tí đâu. Ối giên nó thẳng nhẹ. Thế em về mà làm. Còn nhiều thế. Đi đi tao về à. Nhìn bốn em. Có nhiều chú chơi nữa không? Có chơi à? Không có. Có gầu thôi của bà. Hôm qua vừa mới gọi xong. Mà chắc cái là gầu này nhiều gầu kiểu xem nào có rồi. Phải cháy không? Không phải đây đây, đây. Cầm đi. Đấy. Bán mẹ ơi. Mua thế là đắt lắm ấy. Đồ đâu. Còn mua hộ nhau ấy. Nhỉ. Tạm biệt. Em đợi chị nha, em nghĩ là đi ra chợ nha, nó phải lấy gấp đôi chỗ này chị mới được bằng lấy tiền. Em thật chị thế, không bao giờ có cái giá mà em cắt cho chị như thế đâu. Sao? Chết thằng nhỉ.
Em chào các chị ơi xem nha. Ngồi chào các bạn nha. Thật mà, ở đây họ bán nhiều hơn em biết em cắt đi. Em làm giá thì cắt, ngồi đi. Thích cắt nhiều tiền hơn thì vẫn cắt. Cắt tí nữa. Mình ấy lấy vừa tầm thôi. Như thế là đẹp thôi, chả nhìn thấy cái gì. Đây cắt xong nhìn nó đẹp thế. Làm giá đi. Cứ cắt của mình đi rồi còn cứ dùng người ta. Đây mình cắt đi, cắt đẹp như thế. Làm mầm cái gì làm ra. Chiếc tóc của thím cũng như đợt nọ mà bán rồi. Thì cái này được khoảng hơn 1 triệu, xong trong giờ chẳng được 2 triệu. Tí nữa em vượt qua đằng trước này không? Không. Chắc. Nếu vượt qua thì sao? Cắt đi giờ bà nào cắt thì đi vào ngồi ấy giờ. Cắt đi nhé, để xem bỏ chín hết rồi. Thật, chị đâu này không sao bỏ đúng không? Bỏ. Không sao bỏ đúng không? Sắp bỏ từ thế. Đẹp thế mà chị ơi. Thật quá. Đẹp cái gì thế nào? Thật mà, đẹp mà. Thật mà, đẹp thật. Đấy, 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 nhiều hơn của nó. Bây giờ thì cắt vẫn còn đấy như của nó đây. Mình như thế mà, của nó sắp có bán giá của mình rồi thì làm sao mà nghe. Không, thế là được rồi. Đấy, tóc mấy đợt trước á. Tóc kia nó nặng hơn tóc bên này. Đợt trước bán tóc về. Tóc bên này 3 lần. Cái này được rồi, xong ơi. Anh cầm anh. Bán tóc về xong, tóc kiếp người ta tiệt kìa hết. Ừ, trời ơi, về cháu nó ôi chồng cho này đây nhỉ. Cái này nó có chồng nét tí nào đâu. Kể cả nó mọc ra cũng không bao giờ chồng. Cầm cầu cho nó xem. Thôi nhà này cắt cho thêm 100. Sức mạnh thật. Ú rể. Để nó ngắn. Đi hạng 8 đúng không? 100 cắt đẹp à? Đi hạng nhất nhá. Thêm 100 cắt là cắt đẹp như thế này á. Cắt này này ư. Thế thì mua đi giờ bà. Mình ngồi xuống đi. Bà ấy. Tôi làm giá rồi tí tôi xiến thôi. Thật. Ngồi đây thế nào. Cái này cắt. Thì nó cắt sao nhá. Đặt mà em cắt thế là cắt đẹp thôi. Các bạn đi hạng nhất nhá. Tớ cắt xong rồi hai bạn đi. Lớp này toàn là chồng tôi gọi hết, tôi có được gọi bà nào đâu. Nàng cắt xong rồi nó còn chồng chết đây này. Để bác tắt lắm chưa xong thì tôi chụp cắt sao cho bà xem. Ôi, nó về thật, cắt đẹp thế còn như này. Nhưng anh còn không biết đây thì. Kiểu anh ấy, anh gọi đầu mà em có anh gọi từ ai. Rồi bà ơi. Đẹp chưa? Nha. Ngồi đây. Này lên ăn cỏ thế nào, tí nữa cỏ em nắm chung nó giờ để cho em bao cám cho lần. Cắt thì cắt ra đấy thôi, cắt nhiều quá thì trụi mất tóc. Được bao cám cho lần thì nhiều. Cắt đừng tóc thì không, cho tóc này nhẹ hơn tóc kia đấy. Bởi vì nó sờ. Tóc nó dầu à? Nó sờ nào? Tóc na, tóc này tóc ép hay nó thẳng nó mượt nó. Nó dày tóc à? Nó nặng. Không phải đâu, cái này mình ép vào nó cũng được thế thôi. Nếu mà em được bằng hơn nó 100.000 thôi thì vấn đề dài hơn. Nó phải ra kiểu khác đâu, ra kiểu ra kiểu khác tóc em dài hơn nó lại mượt hơn nó lại. Thì phải để dài hơn một tí. Để sang năm mà còn được nữa thì còn tiếp được tục. Được chứ? Có chứ, sang năm mà có chắc chắn là có. Đấy có chí rồi này ơi. Người ta chết cắt xong tóc nó bề. Nhưng có tiền lên tận đỉnh đâu chị ơi. Phải để người ta cắt xong tóc mới được bề cọ ở đây chứ. Đừng có tiền lên tận đỉnh đâu. Để dưới là hàng bậy. Xem của bà Hương cái gì đó mới cơ. Xem một mình chị ở đây thì chúng mày thì có này. Im cái gì mày ấy, cứ rủ dê bây giờ mày cứ đứng ở đấy. Im mà đi đấy, tí lơ. Ô cái này từ lớn đến bé. Ô ăn cỏ đi ra các bà ơi. Trời ơi đang làm đi trẻ con ăn tận đỉnh đi mà tí xù ý lệ. Chấm đi thôi. Sao thì kiểu đi gặt luôn. Người im vào quả. Sao mày cắt cái rau lan mày nó kêu tại nó ấy tỏ. Đi trẻ con ăn hết rồi. Thí lại. Kiểu đi gặt luôn. Thí không ăn đâu. Nè nhảy cũng dùng ra như đúng của sông ấy nhỉ. Chắc đẹp. Chị nghĩ ra cái nào. Để sang năm mình còn gây tóc để bán tiếp chứ. Gọi chị khó gọi vào cho nó nhanh dài. Mà có loại giờ gọi nào hay dài nhanh cơ. Ngày nào cũng bắt chồng gọi cho nhá. Thế là thứ nhất đấy. Tôi đây mẹ, chị đây còn còn chồng là chẳng có ở nhà mà gọi cho lần nào. Chồng đi kiếm tiền để chồng phía chồng em có biết kiếm tiền không? Ôi sao như kiểu gằn lúa. Như kiểu sắp khóc vậy. Cái nào cái hay là cái lưỡi làm này nó ấy lại bảo cùn á, đừng có lấy nhổm mà nó cùn nhổ. Không phải cái hay là tại tóc của mình đấy, cái cắt này kia có là sao đâu, có nhiều nhổm không đấy, không đấy này, này. Đấy nguyên đẹp như nhà kia luôn, đẹp hơn thật mà. Về thì anh này đến đuổi tao không không biết đâu, đi về Hà Giang luôn, một phút một giây trong một nhóm nhạc ấy.
chị này. Tết nhất đến đây rồi ai nỡ đuổi đi đâu. Ai biết đâu. Chồng luôn nhạc thì sao chị? Đưa lên bốn. Để cho mẹ cơm về. Làm gác bếp treo chờ bố. Ổn không ma mấy đứa? Mát thì nó có toàn đi đâu đi thôi mát à? Đang buồn. Xem hổ đi, một mình em xem. Đang đo à? Thế này. Đang đo tóc à? Đấy. Đang đo. Không bà nhà này nó dày hơn. Không nhổm ra đâu. Người ta dày người ta nhiều hơn của bà ấy bà. Dày nhiều một tí xíu thôi rồi. Nó dày mà nó vuông tóc nó dài hơn đấy, nó dài. Bà nói thế thì tôi mới trả lời bà mệt lắm. Miên buồn là dài. Bà này lại lấy lại bảo chế ít nè. Ủa thế sao? Hai cây măng bể của ơ. Tôi coi chưa? Chết rồi bà. Quay đằng này. Tôi coi hai cây măng lắm hay sao chị? Mỏng cái gì nè? Cái này có cái khúc vuông. Cái loại mát nữa nè. Thì nó chỉ đập cho mình. Cái bố nhìn thấy bác nhá. Bị tuột cái này ra nói nhiều. Em thấy đừng đừng đập em nha. Bà thấy ra là cái thấy càng nói nhiều cả các con chung. Này cái này đẹp với con đấy nào? Đây này đẹp như nhà kia thật mà đây này. Ồ tóc ở đây uống được tóc chị. Đây đúng bằng này rồi đấy nè. Đấy thích còn thích lên đây không thì tiếp. Có thích lấy nữa thì đấy. Lấy được thì vẫn còn lấy được tiền đấy. Bởi vì chỗ này vẫn còn dài thế này cơ mà. Nó còn phải để dày đấy không chứ. Bây giờ cứ lấy nữa thì nó chủi hết rồi à. Thua nè đi. Bay lên chỗ này. Đừng có nhấn tâm quá cả. Nè. Ủa con nhiều đây này nọ. Về hỏi ông ấy. Nửa. Đi về hỏi ông chưa? Còn nửa à? Nhà tóc tóc ngày này cắt dễ đấy. Cắt dễ thì mới bảo nó cứ như kiểu gặt lúa này. Em nghe thấy tiếng kẹt kẹt như kiểu như liềm gặt lúa ấy. Hết đâu. Tóc của chị em mình nó bông. Đồ này nhanh thế. Này xem đấy. Ô. Ô. Phần ơi. Hai thằng này chiến hết à? Hai cái đứa này thì không để phần bác Hương nữa rồi. Phần đâu. Mày em nhé. Đồ này ăn hết của người lớn rồi. Trời ơi. Từ mai lấy dây nịt về buộc nhá. Cái này cắt thằng này bỏ đá. Mình mới cắt tiếp. Bà cắt xong ăn. Nào. Cắt xong ăn thế thôi. Cắt tiếp. Đấy phần mọi người. Kìa nó ăn đây kêu rồi. Ăn được bao nhiêu rồi. Thế là bà người Hà Giang à? Mát ơi, không, ừ, có hai bà cả một nơi. Thế mà cùng đồng bọn Mông đấy nhỉ? Thế được đấy. Bà này 21, bà kia 23. Thế mà cũng cùng dân tộc với nhau ấy nhỉ? Được một nắm rồi qua mát hả? Bà đấy mặc u nắm to thế mà xong đây rồi còn hai lần nữa xong đây rồi bà này vừa gội xong nó không tóc chồng tôi gội nữa tôi có gội đâu em không bảo mà bà một bà như tóc gội xong một bà bằng lấy tiền một bà có bằng lấy tiền thôi em cắt như thế là cũng cắt cao đấy mà nó ít tiền đấy bà Hương nhà nó chỉ được nhiều một xíu rồi 350 của mình có hai đang nè con đang nè con đang nè con đang nè hay nhỉ cứ run run nào, ăn nhau. Uống cũng tranh nhau xong rồi em còn run em ơi này sản xuất vỏ nhanh chưa ra mà đóng hàng còn không lấy chi hai chui đầu em rồi mà cười nữa cơ khiếp chẳng cười thì bảo người ta khóc à sắp chui rồi sắp chui à con dâu bảo sắp chui rồi thì hỏng rồi con dâu ơi con nói mày chồng chui thì chết đấy chẳng biết sắp chui rồi thế à còn mỗi hàng mà bác ấy đừng có cắt của mẹ chồng nhiều quá xong rồi trái chụp thế nào thua với đỏ đỏ cái đường ban đầu rồi cười cái gì khác xong đéo khác xong đéo tiếng thế nó là chị em cắt ngắn à? Em á? Thôi bà này để này thôi. Em được nhiều thứ tiếng lắm. Biết cả tiếng Tày. Tày này, Mông thì cũng nghe được vài câu này. Thái này. Trả cho bà này đi. Người nó nói tiếng Giao này. Tiếng Giao. Bị. Đợt trước mình cắt cái tóc bà nhiều quá. Dài hơn của mình nhiều. Mà tính, mà xem cái tóc của bà. Chị mỏng lại. Tóc của bà là bà đều nhau. Chị rút thế là nó dài. Tóc như này nó kiểu nó dài đều nhau ấy. Thấy chưa? Của chị xong này rút mới một lớp ấy.
lại còn cái nữa cơ, ngang thật. Chẳng thế à, cái gì nữa. Ngang vừa rồi, ngang tàn quá thì khổ. Không phải tóc bà này đó nó dài đều nhau nhiều nên là nó mới bảo rồi. Này, đâu? Cắt chưa? Cắt rồi. Cắt cái đuôi chưa? Rồi. Cắt rồi. Sao nhìn thế à? Phải chưa? Bán này nó dài. Quẹt đi dài xem cái trước đi. Nha. Quẹt xem cái trước đi. Nè, đây đây chưa? Đây đây đây. Đi ăn à, nó chui đấy. Nó còn thấy sậy thế này. Cái đi đuôi, chả đuôi đuôi à? Cắt rồi. Tới thế nào đấy? Sợ nó chả đuôi đuôi lên là đuôi. Để tôi xem nào. Nó không dày nữa giờ. Thì cắt đi, nó làm gì dày nữa? Bốn bốn chàm mà thế thế à? Bốn chàm á? Ừ. Chết rồi này. Về ống thịt cho rồi. Chín. Không, nó nhiều hơn nhiều chứ. Nhiều hơn một tí là bốn chàm. Có đâu nhiều hơn nhiều đấy. Không, nó chị dâu của mình hết. Nhiều hơn nhiều đấy đâu. Xem nào. Thả nửa cái này với một nửa cái này. Không, em chỉ mất nữa. Ăn thù thế thôi. Nó bó cũng nhiều một tí. Không phải nó dài đều nhau. Nó cũng nặng đây này. Dài bằng nhau. Tức nghịch của cô tí rồi ý ra. Bằng nhau mà của mình ít thôi. Này. Ừ, tiệt tươi thắc thật. Này, ăn cỏ đi này, một tí hết rồi. Thật. Chặt tiền tươi à. Ôi chết rồi, mình ấy con cho chị nhận 50 nghìn. Xin ít, xin ít. Có đâu. Ở đây. Ôi dù vui đi phần. Phần cô nữa. Cô cũng rẻ. Rẻ như ba nghìn. Hai ba cọ đấy cọ. Ba. Ba. Cái nào nó khác này đấy, chúng em cắt tay. Đây 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 đây. Trả tiền rồi ba cắt này. Cái đấm này rồi. Chết rồi. Trả tiền rồi vái lấy thật rồi. Chết thế. Vái giật luôn đi. Ăn đi ăn luôn đi. Vái có quyền trên làm luôn rồi. Vái trả tiền tươi phát thật có quyền cướp luôn. Ăn đi ăn đi bảo ơi. Ăn đây là cắt tiếp. À giờ lại cắt tiếp của chị dâu cô ấy. Ăn đi rau thịt của tôi. Anh ơi. Tôi ấy, này được cái ấy. Được cái ấy vào cái trong. Tôi không cho bán bây giờ tôi cũng bán thì để bớt được bớt 2 gram. Tôi bán ở Hà Giang nó cũng cắt đẹp thế. Mời mọi người ăn nha. Đẹp giờ cắt như thế không năm bán tiếp lại giống như cái đấy nè. Quay. Đi xa không? Thật à? Thả thế mà 2 năm. Đẹp rồi. Thả thế độ đẹp nhỉ. Dạ con nè. Đấy. Muối vào thì nó ít. Vẫn dài hơn của tôi 9 này. Đẹp rồi. Anh ơi. Ăn của em. Ăn quả em. Dài nhưng mà ít ra mà muối vào thì nó ít này. Thả ra đây. Nha. Nha ẩm không cho muối đâu, nó cho muối ngon hơn. Thiếp ông mà chửi ăn đây nhá. Ăn quả đây. Đi về quấn lên bà. Quấn hơi khỏi lộ à. Ăn quả đi chị. Bà quay đây. Ui đẹp phết bà ơi. Thế mà đẹp à? Nhìn nè, nhìn nè. Cái đuôi chuột kể ra nhỉ. Thật nhỉ. Chị búi cao cao thật, thế. Bà bỏ hết. Nhưng mà búi cao cao lên một tí, chị đừng buộc thấp thì nói. Cứ mình để tóc dài thì nó già. Để thế là thế nào? Chẳng hỏi càng trọng chứ nha. Cái này là kim khoai nè bà. Đẹp rồi. Nhìn nó còn gọn cháu ấy nhưng mà tí giờ cháu đi học bà nhé. Ừ. Bà thì mới ăn à. Chờ tí mới về cảm mà cũng cảm vào đây. Thế hoa cả mắt. Cháu như cá quét dọn gì đâu. Một lúc cô vô Hà Giang để mua xác của nơ mắt. Cô bớt chắc nghe ra nơ. Cú mất nào. Mắt nhã. Cô chết thật đấy nhở. Cháu mỏng đứng em lắm. Cái mình đang gầy thì cắt đi nó phải thế quá. Thì ớt hẳn. Quả cọ. Thả thế còn đẹp nè nhỉ. Đấy 400 nghìn rồi có cứ kêu. Quá 400 nghìn nhiều hơn một tí của người ta thôi. Cứ kêu của người ta có 2 đằng dưới à. Nhưng mà bà Sông cái có miệng này. Xem nào bà Sông búi vào vẫn dậy ở gốc này của bà ấy à. Kêu ca gì. Kêu ca gì. Thế bà ấy. Nhìn bà của bà ấy vẫn dậy để. Đẹp hơn nhỉ. Thật cơ mà. Nhìn nè. Thì đấy đẹp hơn nhỉ. 400 nghìn nhiều hơn. Đẹp không? Xinh hơn như kiểu lúc nãy luôn. Hoa cái mắt để nó mù xù đó. Tiếp tục rồi này. Văn văn vừa rồi. Bà Tài ơi, mình đang ở bên Bình Thuận nha. Con này mình có mớ nào ấy luôn để sang luôn nè. Cô Sông muốn không dây lắm á. Đấy đi luôn. Gàn chắc ở bên cái tâm á. Được bằng của bà đâu rồi. Ngon. Bà ơi, bà ơi. Em mời một người ăn cọ nha. Nó đi thằng nào chả em chào các anh nha. Nó chả cắt. Ít chắc thôi. Các bạn ngoài năm cái con kia nó còn ở, nó còn rủ chị đi làm tao ấy hết 600 kìa. Thế đó làm làm gì nuôi đấy, mai bán à? Thay năm lại. Không làm nữa. Không à. Chắc nó phải bán cho em lấy tiền. Thế thôi không phải. Thế ông năm ngoái nó vừa tỉa mình mua lấy cái bầm bầm. Ừ. Năm nay nó này không làm tỉa. Em cũng không làm đâu. Đây. Năm ngoái tỉa. Năm ngoái nó vừa tỉa cái chị. Dạ hồi 9 này này. Ít quá. Năm ngoái bán thật đấy. Em mới 9 bán cho chị.
xong là bà bán cho chị là xong. Bán xong là đẹp lắm. Năm nay nó dài nhanh thế. Điên là người ta tóc dài sắn chị này cắt của con cũng như chủ chị ấy. Ờ. Đang đấy luôn. Ơ rồi, mình đã chọc rồi, đu đủ. Cả đu đủ rồi. Ồ, có đu đủ ngon thế. Nó hơi bổ ăn luôn. Nó hơi bổ ăn. Nhâm ra của cái sông thì nó vẫn nguyên đi, kiểu tóc nó dày lắm, chân này dưới mình chân dưới vài cao. Chị cứ nói thế. Thật bà cứ nói thế, thật bạn là thế nào? Không phải đâu. Nó phải đâu nên tóc con của mình nó rụng ra thôi. Ghê nó. Chê đi. Tỉa sông với chị nhớ như nhau. Không, của chị Hương nữa rồi. Không, đang bảo lại của chị Hương nữa đi. Đấy, đấy kiểu đấy đẹp đấy nhỉ. Hơi đẹp nhỉ. Ờ đấy, cái khen quá. Thật mà, có phải người nhỏ nhỏ bé bé thấp thấp để tóc ngắn ngắn tầm đấy là vừa. Thôi đằng nào, cát tiền cũng cầm được, đừng có nói. Đây. Làm đi, để về. Thật. Chon chăn lên cái này. Làm đi, để về. Làm nốt đi, để về. Chết lại tưởng tượng rồi đấy. Không. Mơ về đấy, làm cái cát xong là làm đẹp như thế nào. Xe xe lắm mắt à. Lấy như kiểu gần luôn ấy. Đây, là ít thôi nữa kìa. Ít thôi nhé, không nói. Nhiều để em còn nhớ chi. Lòng đuổi ra khỏi nhà thì chết. Đấy tiếp tục đi. Tận 500 đấy cô ạ. Chồng đuổi ra khỏi nhà. Không, không đuổi đâu. Không. Nghĩa ông nói ý nghĩa là bầu cát. Không. Nó chỉ không ít thôi. Không, sao mình ta ảnh hưởng mình ốm mình ho. Mình ốm mình ho và chẳng có sao. Đi nhuộm mấy chiếc cơ thì bị ảnh hưởng. Thế thôi, còn cắt này cắt chẳng sao. Ngày xưa các cụ cứ bảo vậy. Đám cái không nên bỏ em bỏ hạt. Đầu ca ngày xưa của cụ. Không, không, không phải bỏ đâu. Bỏ cái bộ đen đẹp. Chỉ cắt ở tầm ở dưới này. Vì cắt này cắt chọn mà, cắt chọn thì nó để ý. Không phải đảm bảo cát không chọc. Bởi vì nó dày đấy nha. Bởi vì mình biết kiểu cắt ấy. Bởi vì hai nhà này cũng có buộc đâu mà nó có thò có chồng lên đâu. Biết được. Mày gội nó mới chồng lên sao. Cái bà bảo, cái bà đấy hả. Cái cắt này ép mượt thẳng như này mà cắt chồng ấy nó chồng lên, nó chồng lên rồi. Chứ không phải là tóc ấy đâu. Cái tóc nào mà càng xù cắt nó càng không chồng. Tóc nào mà mượt ấy nó xẹp xuống ấy nó đàn mà nó không chồng lên. Cho bác Hương xin cái dây nịt thế nào. Cho mẹ chồng xin cái dây nịt thế nào. Một ống ở cột nhà kìa. Đi lấy đi. Hương. Ống ở trong chỗ cột nhà đấy. Đi lên lấy để cầm tóc cho bà ấy đã. Xong để xem bà ấy còn như nào. Nó có sót ruột như mình không. Gắt lúa không. Gắt lúa kêu tao không gắt lúa rồi luôn. Sáng nay nó đi tận nhà nó mời chịu bán. Đi cắt tóc phải có đồng bọn như thế. Còn sáng nay đi đi lên nhà bà này cháu ơi là xa nè. Muốn được ăn chưa? Xa đấy. Đấy đi thì còn mệt nữa. Đi có đồng bọn thế còn thế nào. Không 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 không. Bằng này cho em thôi. Cái này mềm quá em chưa ăn được. Đưa đi. Không. Đưa đây nè. Không không. Trời ơi mà đủ. Đẹp quá ăn. Đu đủ. Đu đủ sao bé rồi? Ngọt không? Ngọt. Chị Hương ăn đu đủ chị Hương? Không, để cho bọn chị ăn. Cho mẹ ăn miếng nhá. Thì cắt một lớp mà không được. Cái gì cắt hai lớp á? Không, cắt hai lớp. Có nghe là cắt từng tí một, từng tầng một thì nó mới đẹp tóc. Nè. Ừ thì cắt chọn lọc nó phải cắt kiểu đấy thì nó mới đẹp tóc. Đúng chưa? Ngồi này ta biết ngay mà. Cô này chẳng nhé. Để làm cho chị mày cáo ấy ơi. Cáo cắt chui đầu luôn. Thật. Nói nhiều tí càng cắt cho chụi. Chụi đầu không nói đấy. Chụi đầu lại có bìa ngay. Mày biết cái gì? Chụi đầu lại thành bìa ngay. Thành con trai ngay. Mày. Vào ăn nước kìa. Mồm vào. Nó đi đã. Như gàn lúa à? Đừng có luôn vào da đầu nha. Cũng như gàn lúa à tôi. Cầm đi. Phải ăn như này là không ăn như thế đâu. Đây đây con trâu đâu đây đây con trâu 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 đây đây con có thế thế đằng bên nào bên này là toàn để sang chăn đấy thôi. Duyên cái khí thu ma. Chăn gì mà? Chăn trâu. Ủa nhà này có mấy nhà này nó có nhiều nó đi thả trên đồi cao, nó có trang trại. Mình không có trang trại.
bốn kia tung vào đăng. Bà đưa đây tôi xem nào. Lại đưa đây tôi xem. Này cũng tầm của chị nè. Hơn bao nhiêu đâu này này. Ui dồi ôi, của em đẹp thế này. Lại của em đẹp thế này. Phí lắm. Phí thì đơn sao được có nói nhá. Em đòi anh Quý. Có cái cục cức. Bà này cắt gì đấy. Không cho ăn nữa đâu. Cắt lấy ít cái bốn. Ông đưa cho chị Duyên để ăn. Này này này. Để. Vẫn còn dài đấy ông nè. Dài thì không quan trọng mà nó phải dày cơ. Dày ư, quan trọng là chị không chị thích cắt lấy ít nhưng mà để dày cơ. Ông thèm chảy đang nhìn thấy chưa? Đây này mà còn để trên này vẫn còn để trên này các cắt cắt mấy lần này là để lại ấy. Không không có nghĩa là tí mình cắt xem cái lấy ít hay không lấy nhiều. Nó cũng là bây giờ của nó đã. Đây cái nồi này đã bò được của chị rồi. Thì các bạn là người ta dài hơn nhiều mà người ta lấy nhiều dài hơn không phải ít với hai nó tông nó dày hơn. Cứt. Nó ít đấy, lúc người ta cũng nói hết cười đằng sau cười nhí nhít. Sao người đây nào, người đây nào. Đấm luôn, đấm luôn, đấm mặt đấy. Nhờ, em mời giáo. Cắt này mới lên để cắt ngắn bớt đi. Có chồng không đây? Không. Cắt chim anh một, cắt chim anh một. Mẹ, mẹ. Ngang, ngang, ngang. Để ít mà mẹ cái cầu này hết rồi mấy lần đấy ba lần rồi ba lần rồi đấy của mình ba lần đã trùng trùng rồi phong phong ba lần cắt được có được bằng này thôi nhìn của người ta dài nè anh này tiếp tục này mà nó còn để dài thế này mà ủ của mày còn vẫn dài đến đời nè bây giờ để mà dài thì nó mỏng đi nè không bằng rồi đây hở cái này là cắt xong rồi cầm xem còn đây đây đấy là phần xong rồi đây 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 phần xong rồi đây thầy hết cắt xong rồi còn đợi kia mà thật đẹp đi. Là sao nó có rủ dê nhá. Sao rủ nóng lòng cắt thì đừng có nói nhiều thật. Thế im vào đi nè. Thế thì im đi giờ quá người ta quá hết đấy. Ăn đi giờ để cho mà ăn luôn còn mối cái mịt nữa mà bảo ăn mà tóc của cái ốc nó đều nhau nhỉ, nó dài đều nhau như chị em mình toàn cái tóc con thôi cao cao thấp thấp nhỉ. Của em là nhiều tóc con lắm đây này. Em biết này nhìn cái phòng ngậm như heo thì đẹp gì tóc cái ốc nó mượt mà nó ấy. Ừ tóc của nó không phồng như của mình đâu. Ôi, nó tóc của mình vừa nãy đến đấy mà không ở kia chờ nó vào lấy cái kem bù tóc thiên như có tóc mình đã vừa thấy như nó bọt sẵn chia gì món mà hú ấy nó thế mà chia nó rủ chị Hương cắt tóc thì nó mới bảo chia thôi còn không chị Hương không được ý cắt tóc theo nó cũng không chia đâu hiểu chưa. Ghê lắm, nó cũng ra giá điều kiện hết cả rồi. Ừ, người ta mất đấy, bà. Lại mất thế bảo vừa xin cái con gì mà con thức. Xin nè. Ở nè. Một bằng dầu dừa ấy, nó ra này. Dầu dừa này nha. Dầu dừa. Con tao mới gọi lấy. Mày ủ ấy, mày gọi xong. Ôi trời ơi, nó ăn xong. Dầu dừa nó dài nhanh hơn. Đây, vất vào cái rổ này để vất cho gà ăn. Đẹp không xong. Đèn dài dài lắm đẹp lắm còn đầy ra em mượn nha anh Quý nhá xem nào muốn còn có cầu đâu đã cầu thôi thế ra mà thấy này còn sót được thần mơ nha đừng có cho nó méo vào nữa biết đâu nó như này bốc vào đây cho mẹ nhé bên này không bên này tay bên này bên này giày mẹ gái bên đấy bên chị lệch đỡ bên này con bên này bên này nhiều hơn có nghe bên này hơn một nửa đâu rồi chị để hơn một nửa nhiều rồi nữa bên này còn ít hơn còn ít tóc hơn xin rơi đầu sống nhan hết cả mặt biết làm cái gì này chẳng biết ai người ta im như thế chẳng nói gì mình cứ nói chị có ôm đâu mình đây cứ ôm nhìn cái thằng Quý nó ăn như con lợn này tóc người ta ăn giỏi thật nuôi 2 năm mới từ bản đấy rồi này tận 2 năm ôi chị cắt bao nhiêu lần ấy bỏ đi cái đợt ở Hà Nội chị đi tiệm cắt tóc ấy gội đầu ấy người ta cứ toàn tỉa mất đi xong cắt đi nó không có mà dài con này ăn cái đấy gọi là ăn không cần thìa nói mà bác Hương nói gì đấy mà không mình cũng cần ăn kiểu đấy bác Hương nói thêm một câu nữa là vô tài vạ đến đây em có đồ ăn đấy ăn đâu đủ không cần bóc vào cho mẹ để mẹ vất cho gà đồng các nhìn thấy cái quái gì đấy nè nè nó lấy cả đầu rồi mà còn chưa phong bằng của mình nè không khỏi nó sót ruột đấy nè có bằng này thôi bà
con kia lấy được mà sắp hết đầu của bà rồi. Đấy, đắt ở độ dài khổ quá. Thế cơ mà. Bốt. Ờ, đẹp quá. Sắp hết đầu của cô ốc rồi. Thế này lại đến đi. Sắp hết đầu của ốc rồi đúng không? Hết gì, cô ốc mày còn đầy. Đầy. Đầy cô gì? Ốc mày còn lấy bằng tiền là bác Hương nó vẫn được. Bốt. Nó tí nữa bắn nè. Lại đẹp. Cái này đừng có vội vào. Vãi buốt bên kia về. Cái này còn một nhúng đấy thôi à? Nhúng gì xem nào. Mấy cái này nữa. Còn băng ở của chị cho cát. Còn đây nữa là còn nguyên băng của con cái sông là chưa cát đấy. Mày như đi đâu ấy? Đi cả mũi đi cắt má. Phẹt. Con đi hỏi cô ốc đi. Cô ốc chưa dính cả mũi à? Thi nhau khóc. Cô ốc chưa dính cả mũi à? Ăn uống vô tôi vả quá thôi. Bác Hương chịu rồi. 4 giờ hơn 4 giờ đấy, ăn tí nữa tôi chẳng ăn được cơm. Lên chị qua lưới. Được chưa? Được rồi, còn muối bông đấy là được rồi. Chút đấy đừng. Ít thôi là ít thôi. Mà tiền sang thì không có mà. Mày đi cả lắm, đưa lên. Mạnh lên. Đưa lên. Đấy. Chứ là có quả trứng cá này không nặng. Ôi mẹ mà bóc qua đấy mẹ đổ cho không. Mẹ. Trời ơi. Con nhỉ. Cái gì vậy hả? Ừ, con bốc vào cho mẹ, bốc cả hạt vào. Nhanh lên. Điện thoại đâu chụp hổ quá ấy. Cái này đem đi cho bọn Hà, bọn Trung Quốc là nó đóng phim đấy à? Bọn diễn viên Trung Quốc nó đóng phim và đàn ông lấy tóc giả đấy à? Đúng rồi. Khiếp. Ủa thì cháu chả đi hưởng tiền. Trời ơi, đi ngó nó xong rồi về với cắt đi. Từ từ cắt đuôi ra. Từ từ, để tí nữa ngó. Cắt mất cái đuôi đi ra mới ngó nó chứ. Ngó xong rồi cắt đi. Bảo đều nó cắt cái gì đấy. Con đẹp nhá, dày lắm. Đấy nhìn thấy nó còn nhiều, nó còn kêu người ta không kêu mình kêu cái gì nó kêu đau lòng ruột nè, con lườm nó im mà nó còn dày tao thế nào, cả dày ăn cái chị nhiều đấy, dày nguyên nè, gốc của nó này còn ít mà hết của em rồi, ui hết cả rồi đấy á, của ốc một tầng này á chị, của ốc được bằng này thôi. Con lấy đâu? Cũng bằng của chị em mới nổ. Bằng nhiều hơn gì của chị mới nhiều nhất. Nhiều hơn một tí mà mỗi tội nó dài một tí thôi. Thì nó đắt là đắt ở cái độ dài chứ còn ai mà chẳng ngán ngủ. Đắt ở độ dài thôi. Ít hơn của chị Hương. Chả thế bảo ít hơn của chị rồi. Nhưng mà dài này. Dài lệ. Cái bà này thế. Cái bà này, bà hai bà này dài bằng nhau mà mình ít. Của em dài ít hơn một tí. Dài hơn nhiều chứ. Mẹ ăn nhiều vẫn đau căng bụng à? Bà đắt hơn là đắt cái dài này thôi. Cảm ơn mọi người. Của bà không nặng mấy đâu. Cái ốc nó nặng. Đừng có đánh nhau như thế này. Sách của chị xem cũng tương đương à. Để xem nào. Cái hai bà kia mượn. Đây, 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 đây. Cái bà đo chán. Hai bộ phòng chứ chính điểm. Xem cáp luôn lên. Đi, 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 đi. Cái dài hơn nhau một tí. Để tập ngang lên để ngang. Để chỗ nào nó dài đấy. Bỏ cái mắt có dài hơn của chị. Chị bảo 10 phân làm gì đến 10 phân mà nè. Nè làm gì đến 10 phân mà 5 phân thôi nè. Nè tóc với tóc đo nhau. Ăn thật ở đây rồi bà còn bảo làm cái gì mà làm nữa chứ. Đây. Đây bằng chưa? Hai chị em mình nhé. 3 người này bán tóc không nổi đến 1 triệu tiền thì làm gì cho đây. Các bà làm chuyện đấy nhà, các bà thi tăng mẹ. Rồi đánh đi. Các bà mới tăng cho mấy bạn một mới tăng mẹ tăng. Chỉ có mấy quả đánh gần thôi. Nhanh lên. Dài quá đấy. Dài của mình dài hơn. Mát còn dài còn dài. Em dài đẹp. Dài nhưng mà ý đang bảo cái này vẫn còn dài. Còn buộc thế nào cũng được. Kẹp thế nào cũng được. Của chị cũng thế nè. Thật. Dày rồi nè. Người ta cầm tóc dày người ta biết chứ. Đâu đâu làm không đấy. Thẳng nè. Có cần phải làm không đấy. Không cần đâu. Phát nhẹ thôi. Thì khét cả tài. Đẹp thế mà cứ kêu. Tí cho ăn mấy quả đấm. Dày rồi, để dày rồi. Để thế là đẹp rồi đấy ạ. Tí rồi, tí rồi. Mà mai mua quả công à. Mệt các bà quá. Buộc lên nó cao lên thì nó thế. Nếu mà buộc bình thường nó không thế đâu. Này làm nào buộc lên nó bằng nhau đấy.
Thì cắt bớt cái đuôi đi, cắt cho nó bằng đi. Nhau. Nếu cắt, cắt đuôi đùa đi, cắt tua tua đi. Cắt giỏ. Cắt là cắt đuôi đi. Ơi, cắt kể cả buông lên đuôi lên nó không bằng đâu, nếu mà cắt bằng ở đuôi lên cắt buông lên nó không bằng đâu. Vâng, cắt cắt nó đuôi không à. Nếu mà để buộc bằng nhau mới buộc này thì nó mới buộc bằng nhau. Nhưng mà để ông đánh bên này mất nhìn nhỉ. Đấy buộc tầm đấy thôi, buộc làm gì cao đấy, như thế là được rồi. Cắt bớt cái đuôi đi một tí nữa là được. Đừng có cắt đuôi nhiều, đuôi thả xuống là đuôi đấy nó chung vào nhau nó mới đẹp. Nhìn nó túm lên như thế chả đẹp hơn, nó để dài như kia. Thật đến thế là vừa. Thật. Cắt bớt cái đuôi đi khỏi nó ấy ra là được. Thì cắt bớt cái đuôi đi một tí. Cắt rồi. Dồn cái ông to đấy. Qua đây. Này qua đây. Cắt gì nó lột thế rồi. Rồi có phòng. Không, cắt bớt đi một tí nó cũng được. Nắm đi thế này rồi cắt á. Đừng buộc cắt, đừng buộc thả xuống nó bằng quá bé à. Mày để mấy hôm nữa, để 2-3 năm nữa để nó dài để mẹ bán lấy tiền nhé. Ai con này không có nghĩa là mình mới cắt như này nó ấy ra thôi. Đẹp áo đây được không chị này? Đó mẹ của chị Hương buộc như thế nhìn đẹp hơn là chị để của chị Hương đẹp thôi. Đây buộc nó cao cao nó mang ý chị Hương. Thả ra như thả ra như này đẹp lắm. Đấy, đẹp thế rồi nó cứ đòi cắt chẳng biết cắt gì nữa. Thật nhìn chị buộc như thế nhìn trẻ. Bởi vì cái này mình gọi ra nó mới thẳng ra được, bởi vì mình búi ấy, lúc mình búi ấy. Mình búi lên cao em nó cái dài em. Để buộc nó đẹp nhá, thật đi bạc cho bà sờ cho mà xem. Đừng có cắt đi nữa, để như này mình gọi ra là nó thẳng không nên là mình quấn nó quăn đấy. Hiểu chưa? Bây giờ mình mới cắt cho nó mới ấy ra thôi. Đây này. Mình bây giờ mình vuốt ngang vuốt từ trên này nó vẫn đều như này đúng không? Vuốt từ trên này xuống nó mà nó vẫn đều tông như này cơ mà. Đây này. Ông trong. Có. Còn mấy cái bà vuốt tao ơi. Để như thế thôi. Kiểu mình lúc nãy mình búi lên xong là mình bây giờ mình cắt đi nó mới thắng cắt rồi đấy. Vuốt từ trên vuốt xuống em đều thế thôi. Chín tao đi. Đấy nó đều nó vẫn đều tóc không mà. Chín không tao đi giờ. Cho có bạn. Trời ơi em dài em cắt luôn. Bán nó đi cho có bạn. Cái này ai đấy, mua? Chị bảo bán nó cho có bạn chị mới mua mà. Con này ai mua? Hay ngắn, công nhận tóc ngày này cũng dày thật. Đấy sang năm 13, 4 bà bán cùng một nhau được. Bạn đều nhau rồi này, đều nhau rồi. 4 bà bán cùng nhau. Cuối năm 4 bà bán cùng nhau. Này sang năm thì nó không dài bằng này đâu. Chị dài mãi. Nó không cắt đâu đâu. Đâu mà đâu. Cắt đâu. Không không ấy đâu, không sao đâu, còn dày còn đẹp lắm, con nhìn thấy cái gì đâu. Thôi tôi chả sợ ai đâu. Tôi vẫn nghĩ tôi tự lập từ nhỏ mà. Cả mẹ tôi em. Mẹ tôi chỉ nói qua lo thôi, đi về làm. Tôi vẫn cứ tự lập thôi. Đẹp rồi. Đẹp rồi thật mà. Thật chị cắt cực kỳ đẹp luôn. Chị cứ đi đánh giờ nó muốn đánh giả luôn đấy. Cắt vào chân. Không thò không ấy. Thôi nó nhẹ đầu đi nhỉ. Cái con hạnh lắm. Làm gì được đẹp như này, có mà chảy chổng chơi ra hết ý. Nhẹ. Cắt không còn nguyên thì nhìn thấy còn đẹp nhỉ. Cái đấy nó làm gì? Cái tóc ngắn đấy. Đùa chứ cắt 3 mớ tóc ấy bằng một mớ tóc người ta cắt đấy. Nhà tóc ấy có ốc kìa nhỉ, cắt xong còn đẹp, còn dày thế. Tóc nó sẵn rồi nó dài. Tóc ít thì tóc ít nó đắt 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 độ dài này thôi, vậy nó cũng lại ít thì mình lại ít thôi. Đánh gà bờ, nó khỏe cái này ra. Đây này mình cắt tóc không phải đâu nhưng mà nó đắt là đắt ở cái độ dài của tóc ấy. Thằng Trao lại bảo là chị ơi đi đến tận nhà này nhá. Nhìn của em dài bao nhiêu kìa. Người ta dày hơn không? Của mình dài nhưng mà người ta dày vù vào cái dài quá. Ba nắm gần cả ba. Ôi bác Hương ra rồi. Kim để bác Hương làm gì dài hơn 5 phân nó giá nó đã khác rồi. Chết được có bảo dài hơn một tí. Không lấy nên đâu giờ đi đốt cũng chả trái nữa kể thôi về thôi. Đi về làm việc đây. Tôi được mới một bao cám cho được. Tôi cũng chả được bao cám đây. Và sao không được mà 320 này. Thế của bà đấy. Mai ngày mai nhân giống nuôi được ba cám cho lần mai bán con lợn lấy 1 triệu. Ôi giời lấn nhanh thế thì có mà giàu nhỉ. Ổng ế. Ổng hả? Thôi đừng có mà cười người ta nữa. Kép. Mát được tiền chưa? 2 bát chuối. Má không cần lấy nữa mà. Má cần lấy lắm. Má cần lấy tiền. Nó chủ yếu làm cho nó vui này thôi.
một này bà một kia nợ em 50 lần. À ừ đúng rồi, chị vậy mượn 50. Ngoài sân không tới. Ngoài sân. Chơi cái gì? Ai về làm cho lần cho gà. Tôi còn về gội đầu đây, bà còn gội rồi nhá. Hai không. À để mai tôi cầm cho nhá. Mai cầm về đây nhá. Chia một ít. Đấy, chia với nhờ, chia với. 2-1. Chia với. Lấy luôn. Đấy đều. Tôi đi về. Chào các bác, em đi về đây. Về nhà cắt tóc ở nhà nữa. Đông vui thế này cơ mà. Đấy, ôi trời, thấy chưa? Xếp hàng cắt tóc đấy. Đấy, đánh cầu lông. Đấy. 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 Đấy